người nghĩ ta sẽ tin hiến ấn nhà người sau nhận lấy một chữ của ta. Tiên kình kè kè đã ra ngoài rồi, xem ra lần này mình có hơi quá. Hay ta cũng không phải là ảo ảnh không hả? Chậm, à được cả, ta không dám nữa. Như thế này nhất định là thật rồi. Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta mau đến ải tiếp theo thôi. Đã qua hai ải rồi, còn lại một ải nữa thôi. Đi thôi. Vậy ba người chúng ta đi cùng nhau này. Xem ra không hoàn toàn giống như hai ải trước. Không những chỉ các bà chúng ta, mà hình như những người thông qua ải vừa rồi cũng đều ở đây. Sao cứ đứng không như vậy? Ải này rốt cuộc là cái gì vậy? À bác sĩ, đừng có chạm lung tung. Có lẽ sẽ có điều kiện khởi động gì đó. Ai một viên đá tốt như thế này mà không biết cái gì đúng là lãng phí. Ai mà kệ, ta ngồi nghỉ tí đã. Mọi người đều đã đến rồi thì khảo hạch xin được bắt đầu. Ở này yêu cầu thu thập các vật phẩm được in trên thuyền thiên tợ xuất phát từ thiền môn ở trung tâm hòn đảo này. Úi, 20 người đầu tiên hoàn thành sẽ trở thành tân đệ tử của khóa lần này. Đi đi, chúng tôi rất mong chờ biểu hiện của các vị ở ải cuối này. Lúc nãy do ta hết hồn mà, còn tưởng là ta đã luyện thành công thần công gì rồi đó chứ. Anh em thấy cái bên cộng đồng của kênh mình không? Có cái link Facebook lên. Có cái bộ vào liền định phòng mình đã để bên kênh đó rồi. Bên cái bên Facebook rồi, cái link mình để cái bên đó, bên cộng đồng á. Đợi các bạn vào đó mà nhấn vào link sẽ chạy vào đó còn nhé. Nhớ đăng ký và theo dõi. Đăng ký theo dõi bên Facebook nhé. Sao trên huyền thiên lệnh này để không có gì vậy? Xem ra bắt đầu kiểm tra đến trí tuệ rồi. Ê, sáng rồi, không hổ là đường ca. Hóa ra là còn phải dùng nguyên khí để khởi động mà. Ba vật phẩm ấn ký trên huyền thiên lệnh của chúng ta đều đã rõ ràng rồi. Lần lượt là một giọt nước, một giọt cỏ và một thanh kiếm. Ta thấy mọi người có thể suy nghĩ một chút, xem mọi người có ý kiến gì về ba vật phẩm này không. Ngọn cỏ trên huyền thiên lệnh của Hồng Ngự nhìn giống giống với du hồn thảo lúc ta luyện chế thuốc. Cỏ này lúc nãy thấy ở bên kia có rất nhiều, trông giống như là cái ngọn cỏ trên thẻ bài vậy. Quên xem nè, cỏ này không phải mọc rất nhiều trên ngọn cỏ ở trên lệnh bài của Hồng Ngự. Đúng vậy, nhưng lại quá nhiều. Để tìm được ngọn cỏ ở trên lệnh bài này đáng lẽ phải rất khó. Đây là một phát trúng luôn á. À cái này không phải cái kia, cũng không phải luôn. Mặc dù biết thứ đó đang ở đây, nhưng ở chỗ này toàn là cỏ à. Tìm từng ngọn tôi biết đến bao giờ chứ. Nè, người có sức đã than thở chứ bằng thì lo tí tìm kiếm đi. Sao mình lại có cảm giác thân quen với nó như vậy chứ? Đây là, nếu như không phân biệt được cái loại thảo dược thì e là sẽ không biết được tại sao mình lại chết đâu nha. Lẽ nào là loại khác? Vì thì quá khó để tìm rồi. Thiên kinh kè kè, ta cảm thấy ngọn cỏ này có gì đó đặc biệt. Có lẽ nó chính là thứ chúng ta đang tìm đó. Ngọn cỏ này không phải giống hệt mới tạm cỏ dưới chân chúng ta sao? Đây là du long thảo tương thuyền do long huyết vô tình tứ linh du hồn thảo nên sinh ra biến dị này. Bình quân 20 vạn ngọn mới có một ngọn, rất là hiếm có đó. Lì nào, nó chính là thứ chúng ta đang tìm ư? Hai loại cỏ này đều cùng một họ, khác biệt quá nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ thì rất khó được phát hiện được bức ảnh trên huyền thiên lệnh, cũng không được rõ ràng. Hồng Ngư lệnh đưa lên bài cho ta, xem có phản ứng gì không. Ồ, mau nhìn kìa, bọn chúng đang dung hợp. Chính là nó rồi. Chứ dù là ta thì cũng rất khó để tìm thấy dù lòng thảo trên cái đám cỏ du hồn thảo nhanh như vậy được. Hồng Ngư, cô đã làm thế nào vậy? Hả, ở chuyện này ta cũng không biết nữa. Đi đi lại lại thì nhìn thấy nó à. Không hay rồi. Đi là, đi mau qua đó xem. Chuyện này là sao vậy? Hả? Mau đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm giọt nước đó. Ánh sáng đó giống như là tín hiệu vậy. Rõ ràng là đang để lộ vị trí của chúng ta. Rất dễ sẽ bị kẻ khác đến cướp. Xem ra
Lần khảo hạch này không có đơn giản như tưởng tượng rồi. Ai, có phải chúng ta tìm sai nơi rồi không? Ai, đường cà chúng ta thử lâu như thế rồi, nước ở trên cây, trên lá như không có phản ứng gì đặc biệt cả. Đúng vậy, lúc trước chúng ta nghĩ quá đơn giản rồi. Thật ra các dấu đồ tốt nhất là dấu ở trên cây, ở trong rừng, dấu ở dưới nước, ở dưới sông. À, ý là gì vậy chứ? Ý của ta chính là ta biết nó ở đâu rồi. Ây da, bơi mà không mở mắt, cua kẹp tay ta rồi. Ây da, còn tìm thấy nước mà ta đã rơi bao nhiêu máu rồi nè. Ta cũng không tìm thấy, Hồng Ngư có thấy gì không? Ta cảm thấy ở gần đây có gì đó. Là vật phẩm ân ký sao? Nhưng ta không nói ra được. Hồ nước. Hồ nước chính là một hồ nước, không có khái niệm là một giọt nước. Hay là chia thở trạng rồi tìm nơi ở nơi khác nhỉ? Thú gì đây? Vậy thì đi tìm từng giọt một đi. Hai người tìm ở trên bờ trước vậy. Hả? Hai Hồng Ngư tỷ tỷ à, thấy cái cách này có đường ca có kết quả không? Ta tin thiên tình ca ca. Hỗn pháp quyết dương thái cực. Hỗn pháp quyết dương thái cực. Biến thành giọt nước rồi. Đường ca lợi hại quá. Nhưng còn thấy giọt nước mà chúng ta còn tìm, lẽ nào phải phân tán tất cả nước ở trong hồ sao? Nguyên khí không đủ rồi. Xem ra chỉ có thể làm một lần thôi. Ây da, được ca, điên rồi ha. Uống cả bình bồi nguyên khí, có khí huyết con sẽ bị bạo phát đó. Dạ. Dạ. Thằng mày ở dưới cái hồ nè. Lên cho ta. Hay da. Tìm thấy ngươi rồi. Nhà 16. Tìm thấy ngươi rồi. Chúc anh em buổi sáng tốt lành. Nhớ đăng ký kênh nhiệt tình để theo dõi video mới nhất nhé. Mau rời khỏi nơi này. Chính là phía trước, nhanh. Đừng để bọn chúng chạy mất. Để ta ngăn bọn chúng lại. Ngồi ngõn giao hiển thiên lệnh ra đây. Ta hứa sẽ thả các người đi. Còn nhiều lời làm gì chứ, xông lên. Các người muốn làm gì? Bác sĩ bảo vệ thiên kinh ca. Các người đừng có qua đây. Ta mà điên lên thì ngay cả bản thân mình cũng đánh đấy. Ngươi dọa ai vậy? Ây da 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 da. Hử? Thiên kình ca ca. Đưa ca. Trong thác nước. Một đôi mắt kỳ lạ. Như là đôi mắt rồng vậy. Cười tốt, mau xông lên. Thiệt thiên kịch cơ ca. Anh em đào rọc tới đây mà không hiểu thì đánh cái bộ cực phẩm sát thủ xuyên không nhé. Là đọc lại từ đầu để ta xem các người còn cầm cự được đến khi nào. Nếu ta nói lúc nãy là do sự xuất đi các người có tiền công hay có quỷ mới tin. Chúng ta liên thủ giải quyết ra đi. Đừng có chạy mà. Thì ngươi mà tự đi giải quyết, đừng có liên lụy tới bọn này. Đừng kìa, con rắn đó qua đây rồi. Ba người chúng ta không phải là đối thủ của nó. Để ta giữ chân nó, hai người chạy trước đi. Không được, nếu như tiếp tục dùng bồi nguyên đạn thì kinh mạch của đường ca sẽ bị phế đó. Đối thủ của ngươi là ta.
Ừ. Hồng ngư. Ui. Người không có ý ý sao? Để anh cho ta lại cảm giác nghe được hiểu những gì người đang nói vậy. Lẽ nào cô ấy có thiên bẩm thuần phục yêu thú không? Sao huyên tỷ này lại gần gũi với cô nương này như vậy? Chuyện này rất là bình thường, đại đệ tử tương lai của ta phải ưu tú như vậy chứ. Nơi hàm hồ như vậy, rõ ràng là đệ tử của ta. Ừ, nhà đầu này đặc biệt thật đó, càng lúc càng thú vị. Được cả, món nhìn kìa, con rắn đó đang vô cùng thân thiết với Hồng Ngự tỷ. Ê, đây là gì vậy? À được ca, đó chính là ấn kỳ ta còn tìm nè. Đã thu thập đủ rồi, đúng là may mắn mà. Được ca. Được ca, quýnh sao vậy? Đừng có dọa ta. Huyền quỷ, xin người ấy giúp thiên kình ca ca. Sức mạnh này mạnh quá, với cảnh giới hiện tại của ta hoàn toàn không thể chịu đựng được. Còn rắn đó muốn hạ độc đường cờ thì đã có thể lấy độc trị độc mà. Hai luồng sức mạnh này sắp lẫm cơ thể ta nổ tung rồi, cố gắng luyện hóa chúng. Dạ, đây là cái thứ gì vậy? Tấn thân bồi nguyên tứ dày. Ồ, đây không phải là tứ trường lão sao? Kế hoạch vẫn chưa kết thúc mà. Ông không ở ngồi đó xem mà chị ra ngoài làm cái gì? Kim trường lão, võ trường lão. Có kẻ giở trò chạy ra ngoài, xem ta chạy ra ngoài để xem hắn làm những chuyện bất lợi gì cho tông môn. Đừng có giả vờ nữa, muốn cướp đệ tử của ta chứ gì? Với cái bộ dạng tôi ráp cục càng này của ông mà cũng xứng à? Đây là ký chức nam gì đó, có hiểu không hả? Không có ai cả. Lẽ nào chúng ta là người đầu tiên thông qua? Chắc vậy. Ha ha. Cuối cùng chúng ta cũng... Ê, bác sĩ. Chúc mừng cô đã thông qua khảo hạch trở thành thành viên của Huyền Thiền Chính Tông ta. Ngài là Lão Phu là đường chủ của luyện khí phường. Tiêu cô nương, nếu như cô gia nhập với bọn ta, sau này linh khí đều cho cô tùy ý chọn. Cút đi. Nha đầu được nghe ông ta chém gió, linh khí của ông ta chẳng còn bao nhiêu đâu. Lão Phu không như vậy. Nếu như bái ta làm sư phụ, thì những ký võ đường này do ta quản lý đều có thể tùy ý vào trong. À tiêu cô nương à, gia nhập với bọn ta là hợp lý nhất nè. Làm đệ tử của ta đi, muốn tiêu tiền bao nhiêu cũng có. Hay là mọi người lùi lại chút đi, để ta làm sư phụ cho cô ấy cho. Còn lâu. Làm đệ tử của ta nhé. Đệ tử của ta mới đúng chứ. À, chuyện này, các vị trưởng lão nhiệt tình quá. Có thể cho cô ấy suy nghĩ thêm được không? Thì thiên kinh kẹt ca. Đi đâu chúng ta đi đó. Ba người này đang dự phường ta muốn rồi. Đệ tử có thiên bẩm như thế này gia nhập đang dự phường của ta là lựa chọn hợp lý nhất. Vương Trung Thiên, người của Lý gia này chắc là người rõ nhất có đúng không? Đường ca, ông ấy xuất thân từ vương gia đó, bây giờ đang đảm nhiệm đang chủ đang dược vườn. Vườn Trung Vương Thiên Lão đó. Tại hạ Lý Thiên Kình diện kiến vườn trưởng lão. Không sao. Vương gia và Lý gia trước đây có quan hệ rất là tốt. Đang dược vườn của ta dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất cho các người rồi. Phải không? Phải. Vương trưởng lão nói đúng. Ta Vương Trung Thiên, ta ngự tú đường của ta là phù hợp với cách tân đệ tử này hơn. Là ngươi, sao ngươi lại đến rồi?
Ngự thú đường của ta xem xét về mọi mặt cũng chẳng thua kém gì Đan Dược Phường các ông cả. Đường chủ của ngự thú đường, Bạch Thủy Tiên, nhờ đầu đó tu luyện thủy hệ công pháp, dĩ nhiên là ta phù hợp để dạy cô ấy hơn. Bạch Thủy Tiên, người giống. Vừa đường lão, người khác sợ ông, chứ Bạch Thủy Tiên ta còn lâu mới sợ. Khảo hạch kết thúc rồi, chuẩn bị bắt đầu đại hội tuyển sự. Các vị trưởng lão mời vào vị trí. Ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi có lựa chọn đúng đắn. Dĩ nhiên rồi, ta nhất định sẽ như vậy. Thiên Kình ca ca, là ta gây ra chuyện lớn rồi sao? Không phải đâu, yên tâm đi, cô chỉ cần ở bên cạnh ta là được. 20 người đến đã đủ rồi, ta tuyên bố khảo hạch chính thức kết thúc. Mời vị trí. Vị đệ tử đầu tiên xin mời chọn sư phụ. Ba người các người đi cùng nhau sao? Đã suy nghĩ kỹ là xem chọn ai chưa? Đúng vậy. Nghe nói ba người đứng đầu đã quyết định chọn Vương Trường Lão rồi. Chúc mừng nhân tài của Đan Dược Phường lại nhiều hơn rồi. Ta lưng ngưỡng mộ Vương Trường Lão. À đâu có, đâu có, chỉ là may mắn thôi. Ba người đứng đầu bắt đầu chọn sư phụ. Bà trưởng lão lần này nhường ta rồi. Ba người bọn ta muốn gia nhập ngự thú đường của bà trưởng lão. Cô bà trưởng lão, không biết trưởng lão có muốn thu nhận không? Được chứ, ngự thú đường rất hoan nghênh các vị. Lý Thiên Kình. Thiên Kình kìa cả, thật sự không sao chứ? Yên tâm đi, chuyện duy nhất bây giờ chúng ta làm là tiếp tục trở nên mạnh hơn. Dù sao thì hai nhà chúng ta cũng trở mặt rồi, nếu nào ông ta làm cái gì nữa chứ, liều liều. Ta còn có chuyện sẽ không tham gia tuyển sư đại hội nữa. Sau khi kết thúc thì các ngươi cầm nó đi, ngự thú đường của ta. Vâng, sư phụ. Tiếp theo là nghi thức thao trường. Mau đi thôi, chúng ta là tiền bối thì phải đến góp vui đi chứ. Nè, không biết ai đứng đầu nữa. Vẫn là chưa thấy Thượng Hoàng tỷ tỷ đâu. Tỷ ấy nói sẽ đến mà. Có lẽ cô ấy bận rồi. Ta nghe nói nghi thức lần này do nữ thần của chúng ta phụ trách, nên mới qua đó xem. Nhưng mà người đâu? À, đến rồi kìa. Xem kìa. Người đứng thứ nhất của kỳ tuyển chọn lần trước, Thượng Hoàng Phi Vũ, tông chủ thân truyền đệ tử, sẽ chúc mừng tân đệ tử. Đây là Thượng Hoàng tỷ tỷ à? Wow, đẹp quá đi. Thượng Hoàng tỷ tỷ đẹp quá, không hổ là người trong lòng của tiểu ca. Dĩ nhiên rồi, chỉ có mỹ nhân như Vũ Nhì mới xứng với ta. Cô ấy sớm gì còn muốn chấp nhận ta thôi. Chúc mừng các vị đã trở thành người đứng đầu. Đây là lệnh bài thân phận và túi cất trữ. Phần thưởng đều nằm ở bên trong. À, đa tạ. Lý Thiên Kình, ta nói chúng ta sẽ gặp lại mà. Sau này mọi người giúp đỡ nhau đấy. Ây da, lúc ta nói chuyện với nữ thần, cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng. Cái tờ tiểu tử đó là ai chứ? Ừ, phải tìm cơ hội để chồng sống hắn mới được. Vậy ngưỡng mộ quá, tức là ghê tị quá đi. Chết đi, ây da, đánh nhầm người rồi. Ai tu quân của ta vậy? Nè, dừng tay. Không được đánh nữa. Ai cần người dám coi thường bổn tiểu thư? Đã biết ta được yêu thích thế nào chưa? Lợi dám gần nữ nhân của ta như vậy. Mau đi điều tra tên tiểu tử đó. Rõ. À, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nếu như không phải do cái lão già gì đó cố chấp về truyền tống môn, tông môn gì gì đó nữa, thì ta đã không phải mặc như vậy rồi. Ừ, ta thấy cô chơi vui lắm mà. Ta cũng muốn được mặc như tỷ tỷ ấy. Tiên Nghìn Kaka muốn xem công. À, chuyện này đến nơi rồi. Các người vào tìm Bạch sư lão đi. Không có chuyện gì thì ta về trước đây. Đã ta Thượng Hoàng cô nương đã dẫn đường. Bà trưởng lão, đệ tử mới đã đến rồi. Để bọn họ vào đi. Bái kiến Bạch trưởng lão. Cứ tự nhiên đi. Không ngờ các người là quen biết Phi Vũ. Vô tình quen biết thôi. Ta vừa xem qua tài liệu của ba người các người. Ta biết vì sao các ngươi lại bái ta làm thầy, nhưng ta phải nói trước.
Ba người các người ta chỉ nhận Giang Hồng Ngư làm thân truyền đệ tử. Vậy còn Thiên Kình Kỳ Ca thì sao? Mà Mùi Hội Trường Lão thân truyền đệ tử và Phi thân truyền đệ tử cái gì khác nhau? Tất cả thân truyền đệ tử của tổng môn đều được sư phụ dạy riêng, cung cấp đan dược và kỹ có thể được chỉ bảo bất cứ lúc nào, có tính ràng buộc cao. Phi thân truyền đệ tử là tu luyện còn phải dùng đến điểm công hiến để đổi lấy nguyên liệu, có thể đến giảng tùy ý, khá là tự do. Lý Bất Sư sở hữu xích tử chi tâm, tu luyện công pháp tướng có thể tiến bộ ổn định, không cần ta phải can thiệp quá nhiều. Xích tử chi tâm, sở trường của Hồng Ngư là thủy hệ công pháp ta tu luyện, vì vậy ta có thể toàn tâm chỉ bảo, có thể tự tin bồi dưỡng quỷ. Nhưng còn Lý Thiên Kình, ta nghĩ không phù hợp với huyền thị chính tâm của bọn ta. Thiên Kình kè kè không ở lại, ta cũng ngài muốn đuổi đường kè của ta đi sao? Ta tin Bạch Trường Lão có lý do của mình. Các người không cần nghiêm túc như vậy. Nơi kịch khác chính là huyền thị chính tông của ta quá nhỏ đối với Lý Thiên Kình. Có một chuyện mà phần lớn các trường lão trong tông môn không biết. Trong huyền tiền tam, vẫn xác suất xuất hiện linh bà giọt nước là vô cùng thấp. Lúc đầu trước đây, ta được sư phụ chỉ bảo, đã học được một quyển sách vô cùng đặc biệt ở Tàng Thư Các, trong đó viết là có thể lấy được linh bà hình giọt nước trong thuyền viên tam vấn là thành công và thành công lấy được nó. Đó chính là kỳ tài, cũng chính là nè đi cái chỉ quá huyền nhọt quá. Không phải là con người chơi dưới núi sao, sao lại chị lên đây rồi? Trương lão tha tội. Không sao, lui xuống đi. Rõ. Câu nói lúc nãy cũng là gì chứ? Tên nhóc này thú vị nhỉ. Để ta giúp người tăng sức mạnh của nó lên. Còn về ngươi thì vẫn nên tự tu luyện đi. Đây là lệnh bài có thể ra vào Tàng Thư Các tự do, cũng coi như là thứ duy nhất mà người sư phụ này có thể giúp người. Đồng phủ của các người đã được sắp xếp xong rồi. Hồng Ngư ở đồng phủ của ta. Lý Bất Sự và Ngân Tâm là hàng xóm, cô ấy là sư tỷ của người, cũng có xích tử chi tâm. Bất si sư đệ à, ấy sư tỷ. Kịp. Và Lý Thiên Kình thì ở đồng phủ, có nhiều linh khí một chút, có lợi cho việc tu luyện đó. À bà Trường Lão à, là lưu mình ư? Để ta xem, ở trong thư, theo, để ta xem, theo như trong này thì, từ ngữ gì mà đọc cũng lộn lưỡi luôn. À, nguyên khí đúng là nhiều hơn so với trên núi. Ta lại cảm thấy cái chút miễn cưỡng à. Mình có sư phụ rồi thì nhận làm sư phụ làm gì nữa. Cuối cùng người cũng xuất hiện rồi à. À đúng rồi, quên chưa chúc mừng người đã gia nhập. Chúc mừng chúc mừng. Nếu không phải mấy ngày trước ta bị đau bụng thì đã ra tay giúp người rồi đó. Người nghĩ ta tin ư? Thì tình giám sát của các trường lão, mặc dù không thể nhìn thấy huyện cảnh, nhưng ta cũng không thể đi vào trong đó được. Nhớ không gian khác tùy tình giám sát đều có thể nhìn thấy, ta xuất hiện như thế chỉ khiến cho người bị nghi ngờ thơm thôi. Giám sát vừa kết thúc thì không phải ta đã xuất hiện luôn rồi sao? Người đúng là không biết tốt xấu gì cả, ta về đây. Cứu. Bây giờ chỉ có thể đi đây được thôi sao? Tạm biệt Lý Thiên Kình. Thì chắc quả nhiên không đơn giản như thế mà. Dù sao cũng đã xác định được là một nguyên tâm cảnh cũng đã có tác dụng. Vậy đành để thơm vậy. Xuất hiện rồi kìa. Mau vào vị trí. Dù sao thì lần này hắn cũng đứng thứ nhất, đến trực diện có thể sẽ bị thua.
Vậy làm theo kế hoạch hôm qua đã bàn đi. Rõ lâu đài à? Để sau khi hắn lại gần thì chúng ta bất ngờ đến hắn ngất xỉu, sau đó thì mang về thẩm vấn. Tên tiểu sư huynh muốn biết gì thì cũng thông thành vấn đề. Không hổ là tốt hết, của tiểu thiếu gia thông minh hơn người đó. Dám coi thường ta, vậy thì tiếp chịu đây. Ta còn lâu mới nhận thua. Cố lên, đánh đi đánh đi. Thử đánh vào chỗ hiểm của hắn đi. Hay da, cái khả năng diễn xuất như tên này, nếu như mình mở một lớp phù đạo diễn xuất chắc chắn không kiếm được khả khá. Thì tiểu tử đó dừng lại đầu sách rồi. Có phải bị phát hiện rồi không? Không thể nào, kế hoạch của chúng ta không thể nào bị thất bại được. Nhận định là chúng ta vẫn chưa đánh đủ nhiệt tình thôi. Không đủ dụ hắn được rồi. Lại đi, dừng lão đại. Nửa canh giờ sau. À, nhìn kìa, thì tiểu tử đó ngủ rồi. Có phải chúng ta diễn kịch quá kịch liệt hơn không? Ai, ta không diễn nữa. Diễn cái mồng. Không thấy đáng hẳn đang cố ý để lừa chúng ta sao chứ? Lên, lên hết cho ta. Rõ. À, không diễn nữa sao? Ta vốn muốn xem xí khỉ nữa mà. Xem ngươi, chạy đằng nào. Đốn cương trảo. Hóa diễm cầu. Thầy ta, ngân hất lợi. Cái gì chứ? À, không, không, không. Người chấp dẫn ta rồi, xem huyên đau của ta đi. Đánh lén mà còn la như vậy, gì chứ? Người cũng muốn bị đánh à? À, không, không muốn, không muốn. Tập 31. Người từ bỏ đi, ta sẽ không nói đâu. Không nói thì sao? Ai phát cái người đây này? Ai mau tả ta ra, tả ta ra. Tả ta ra đi mà. Ở đây cũng không tiền dùng thủ pháp để trả hội của xa thủ. Mờ đi, đúng là phải trở nên mạnh hơn mới được. Ôi, đây là cái gì vậy? Mau mau tả ta ra, cứu mạng, cứu mạng. Ây da, mạnh quá. Tầng 2 ở tầng tư cát, kim quang, nguyên hiền dây thấp cấp, huyền giai trung cấp. Xem ra ở đây cao nhất là huyền giai cao cấp rồi. Đó, có xem mấy cái quần pháp rác rưởi ra nữa. Ở đây có quyển này con tạm tạm nè. Đó là chiêu bài quần pháp của Huyền Thiên Chính Tông. Năm đó Huyền Thiên Chính Tổ vừa bộ quần pháp này mà một đấu 100, nhất chiến thành danh luôn. Xem ra cũng không tồi, mau vừa luyện thôi. Ấy, cái này đến thì cũng đã đến rồi, chúng ta lên trên xem tiếp đi. Ngươi không nghe Bạch Trường Lão nói không được lên trên à? Chứ dù là lên bài này của ta cũng không được. Chính là vì ta đã nghe thấy được quyển sách ở trong của đối thoại đó, cho nên mới không cho phép lên tầng trên. À, tiền bối à, đệ tử muốn đổi quyển Hiền Thiên Bộ này. 200 điểm công hiến. Giờ đây thì tử à, Hiền Thiên Bộ vô cùng phức tạp, khuyên người nên dùng đến đơn truyền công đỡ nghe giảng thì hơn. À, đến truyền công mà đã tại Trường Lão để chỉ điểm. Thú gì đây, để ta xem ai là người đã tốn nhiều công sức như vậy để đối phó với một đệ tử còn như ta đây. Không cho chó và Lý Thiên Định vào trong. Ta muốn đổi bài giảng của Hiền Thiên Bộ. Lý Thiên Kình không thấy tấm bản ở cửa à? Chó bên ngoài bán vé rồi, ta mua xong thì không đưa người vào cùng là được chứ gì? Người chửi ai vậy? Tiểu tử, ta khuyên người một cút đi, không chọc giận được lão đại của bọn ta đâu. Sao vậy? Vậy ta cứ chọc giận thì sao hả? Dạ. À, đại dạ, xin ta cầu xin ngài. À, ta bán vé cho ngài rồi sẽ có người chặt gãy chân của ta mất. Hóa ra là như vậy à. Vậy ta cũng không làm khó người nữa. Một bình bồi nguyên đàn đổi lấy một vé nghe giảng Huyền Thiên Bộ, ai bán cho ta nào? Ôi, ta vừa mới mua đây, ta bán. Ta mua được vé ngồi ở đằng trước nè. À, mua của ta đi. Ôi, được nghe bộ họ, ta chỉ còn một nửa bình thôi. Vậy khi lì thiền Huyền Thiên Bộ, quan trọng nhất là phải nghiên cứu đối tinh tường. Cha, trên chúng ta lại tiến bộ chậm đi như vậy,
không hổ là tiểu sư huynh. Xem ra chúng ta phải dừng lại một chút rồi. Chúng ta có vị khách không mời mà đến. Ồ, đây không phải là người đứng đầu trong cuộc thi tuyến chọn đệ tử sao? Hình như hắn rất là lợi hại đó. Ai mà biết chứ, hôm qua lúc trao thưởng con đang bận đánh nhau. Ta đến đã nghe giảng Hiền Thiên Bộ. Đây là vé của ta. Hiền Thiên Bộ. Ai, body, ta có muốn giảng cho một người như người. Ồ, tại sao lại như vậy? Hỏi ta, Lý Tiên Kình người chính là cái tên phế vật nổi tiếng lừng lẫy của Lý gia. Ta phải hỏi người vì sao có thể vào được trong tộc môn mới đúng chứ? Lúc nhập môn còn gần gũi với Thượng Hoàng Phi Vũ như vậy, cho lấy người đi cửa sầu sao? Kỳ đậu xanh, con có chuyện này. Không công bằng mà, sao ta lại không có cơ hội đó chứ? Phế vật mà lại đơn thứ nhất, nhất định là cờ vàng lợn. Người này hình như là đừng nói nghi giảng, ngay cả tư cách ở lại trong tộc môn của chúng ta cũng không có. Im miệng cho ta. Đây, cho người phục kích ta. Viết bàn cấm ở trước cửa ý hiếp người bàn vẽ. Những việc này đều là do ngươi làm được chưa? Ngươi có biết tồn tì là gì hay không ạ? Tiểu sư huynh là thân truyền tàn đệ tử của vườn trường lão, là người mà ngươi có thể nghi ngờ được sao? Hóa ra là con chó của vườn già nuôi đang đố kỵ với ta sao? Ngươi nghĩ Thượng Quan Vi Vũ sẽ để mắt đến một con chó sao? Lý Thiên Kình, ta khuyên người đã biết điều mà tránh xa Thượng Quan Phi Vũ đi. Ở đây ta không dạy người, Huyền Thiên Bộ thì cũng không ai dám dạy đâu. Muốn dục cái này để y hít tự. Chỉ lời Huyền Thiên Bộ mà thôi, không ai dạy thì ta tự học. À đúng rồi, hai viên bội nghiền đàn này coi như là đề kỳ đông đá của người, không cần phải cảm ơn ta đâu. Lý Thiên Kính, Huyền Thiên Bộ. Sau khi tu luyện tâm pháp thì quả thực là tốc độ đã tăng lên, nhưng mà tại sao biến chuyện lại kém đến như vậy? Sao nhiều hơn dự tính của mình chưa? Mình đã tính toán theo các chòm sao, vị trí của các chòm sao là không thay đổi, rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Huyền Thiên Bộ pháp cường lĩnh, lạc bộ vô tên huyền thiền tình đấu, nhân nhân chi là tổng ảnh vô tuần, nhân nhân chi là nhân nhân. Lấy nào cố định là sai sao? Còn phải kết hợp với dữ liệu ca nhận để tính toán điểm tiếp đất của trận. Huấn luyện sát thủ vốn dĩ là hiểu rõ về cơ thể của chính mình, đây là chuyên môn của mình rồi. Quả nhiên kết hợp với thân hình của mình cùng với tốc độ và khoảng cách thì mới là cái thể hiện Huyền Thiên Bộ chính xác nhất. Tiếp theo là cần phải tìm người giúp mình luyện bộ công pháp thành bộ nhớ cơ Linh Quang Cầu. À thưa Huỳnh Cà Cà, Huỳnh Cà ta đến đây là muốn ta đáp cái số bóng này vào Huỳnh sau. Yên tâm Hồng Ngư Tỷ à, số Linh Quang Cầu này uy lực rất yếu, chỉ dùng để cất giữ đậu để chuyển hóa thành tốc độ thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội được, làm khó đừng cà không thể bỏ lỡ được. Không sai, lát nữa hai người chỉ cần dùng một sức để ném về phía ta là được rồi. Tập 32. Vậy bọn ta không khách khí nữa. Thiên Kình cà cà, cẩn thận đấy. Không tồi. Chính là như vậy. Một cánh về sau. Ôi con được rồi, tì tà gì khắp gãy đến nơi rồi. Nghe một lát rồi tiếp tục cũng được không? Cách thông thường như thế này khó tác dụng với mình, phải đổi cách thôi. Quả linh cầu đã đủ chưa? À xong rồi, đây là quả cuối cùng. Hmm.
Thiên kình kìa ca, đường ca. Ta không sao. Hòa nhiên ép bản thân mình như thế này, tính toán của đây nào cũng nhìn hơn. Thiên kình kìa ca. Ba ngày sau, ta lấy bài để dựa cá vào lần này. Chỉ dùng trực giác về ký ức của cờ bắp thử lần này xem sao. Thành công rồi. Thiên hiện bộ công hỏa là thành danh chi thuật của Huyền Thiên Lão Tổ. Sau khi luyện thành công nó thì có thể so sánh được với cả thiên địa các công pháp. Nị lục cho con chó của vườn già một bất ngờ rồi. Lý Thiên Kình, ngươi lại muốn làm gì đây? Một cút đi. Dĩ nhiên là mang đến cho các người một bất ngờ rồi. Đây là liên tập hiền thiền bộ thân túc, một ngày nhập học, một ba ngày nằm chất, một tháng thành thục. Người đánh giá đầu vào Lý Thiên Kình. Người muốn tranh học viện với ta? Người không có tư cách này. Trên công phường không có quy định cấm hai người mở lớp học giống nhau. Chi bằng chúng ta cược đi. Hắn đã học được rồi. Trong một tuần, ai có nhiều học viên hơn thì người đã thắng. Người thua phải quy xuất nhận thua và sẽ không bao giờ đến truyền công phường nữa, thấy sao ạ? Lời thiên bộ thuật nè. Nhưng mà hắn cũng không dạy tốt bằng thì sư huynh đâu. Cảm thấy cũng rất lợi hại mà. Sao thế? Không dám mà. Một đứa tư mới nhập môn mà lại dám đi cá cược Huyền Thiên Bộ với ta. Ván cược này ta chơi. Ván như chùa Bà Đành. Tên tiêu tử này lại dám uy hiếp quản sự của truyền công phường. Bây giờ mấy người ở đây đều không dám, chỉ có thể ra ngoài thôi. Chuyện đó ta muốn thử. Bên này tiêu sư huynh à, hôm nay mở lớp miễn phí đó nha. Đừng cây yên tâm đi. Có đến chết ta cũng không đi. Ta sẽ là đội đế tốt của huynh. Đi rồi, cảm ơn người. Các người giúp ta đi làm chuyện khác đi. Phong tam nữ lên quan cầu đến đâu quá đi mất. Đúng vậy đó, người của ta nè, dập nhỏ đi mấy cm rồi đi nè. To mà. Đâu thì còn đợi đấy. Tên trời giáng như là tìm hiểu sự huynh. Còn nhân lúc hướng dẫn ta mà sờ mó ta lùng tùng nữa, vì ta cũng muốn học nữa. Nè, ngươi đừng có khóc mà, hay là không học nữa? Là bộ họ xài, tại sao chúng ta phải từ bỏ việc học chứ? Ta có một lớp dạy Huyền Thiên Bộ khác, học cho tốt đi, rồi cho bọn họ hối hận. Ta muốn đi, thôi sao? Thiên kinh kè kè. Các người bị lệnh hoàng cầu ném trúng là do không hiểu rõ số liệu của bản thân. Tính như thế này sao? Có chút mắc cỡ à? Hay là chúng ta đi đi? Không sao, nữ nhận chỉ do ta phụ trách đó. Điểm mấu chốt trong Huyền Thiên Bộ chính là né mà không bị đánh trúng. Ta đã cải tạo liên quan cầu rồi. Nó như chạm vào trong cơ thể của người khác, nó sẽ tự động vỡ ra, vì vậy sẽ không làm mọi người bị đau đầu. Wow, tốt quá, ta muốn học. Ta vừa bị tiểu biểu sự quên mãn đó, nói là ta cho cái chút tiền bẩm gì cả. Ôi, ta cũng vậy nè, nói ta từ bỏ luôn đi, đừng có lãng phí thời gian quên ấy. Nhưng không phải chúng ta vì muốn học cái này nên mới đến đây Ai nói các người không học được, mà là do hắn gì không tốt thôi. Em ta nè, Huyền Thiên Bộ. Qua đi, bán cho người mập nè. Con có bán cho người gầy không? Ôi có không hả, ta cũng muốn học nè.
Đây là hiền thiên bộ cho người mập sầu. Úi, ta cũng muốn học. Có hết. À, biểu kẻ ta bản này cũng có hết. Dạy học mà người ta mới là người thầy chân chính. Hay lắm, hay lắm. Ui, lý cả lợi hại quá. Ở chỗ ta không ai là không được dạy cả. Ui, chú cho đã quá đi. Hôm sau, ha, thiệu vắng dần dần. Ngày thứ tư, còn có bà móng. Và ngày thứ sáu thì như chùa Bà Đình. Chuyện này là sao vậy? Người đâu hết rồi? À, tiêu hiếu sư huynh à. Mọi người đều chạy đến chỗ của Lý Thiên Kình rồi. Sư phụ à, tiểu tử Lý Thiên Kình đó là dám coi thường quy tắc của tổng môn của chúng ta. Tiêu hiểu, đâu có nghĩ ta không biết chuyện tốt mà ngươi đã làm. Đồ nhi làm như vậy không phải là vì muốn kính yếu sư phụ sao? Lúc trước, tên tiểu tử đó đã làm mất mặt người. Nhưng mà Lý Thiên Kình vừa mới nhập môn đã phạm quy tắc. Vì danh tiếng của tổng môn, bốn trưởng lão dĩ nhiên là phải có trách nhiệm quan giáo rồi. Đưa ta đi xem. Rõ vườn trưởng lão luôn đặt tổng môn lên hàng đầu. Đồ đệ vô cùng bái phục. Hòa ta hiểu rồi. Thì ra chạy được rồi nè. Hòa Lý sư đệ đúng là thiên tài. Tập 35. Hóa ra lớp học hiền thiên bộ nổi tiếng mấy ngày qua là do Lý Thiên Kình mở à. Màu nhìn thứ tần kìa, ngay cả cô ấy cũng đến đây. Không biết hiền thiên bộ của người và hiền thiên bộ của ta cách nào lợi hại hơn. Qua nữ thần nhìn quá, Lý ca cũng không kém, cuối cùng cũng giữ được khoảng cách rồi. Rõ ràng mới tiêu thành, mà sao lại linh hoạt hơn cách ta chứ? Gì chứ? Cẩn thận. Cô bám chặt như vậy là có ý đồ gì với ta sao? Ôi, nữ tần của ta. Không có gì chứ. Nhìn mà bỏ đi, sau này chúng ta mới có bạn gái được. Hiện tiên bộ còn có thể dùng như thế này ư? Thật là kỳ diệu quá đi. Thú vị quá. Hiện tiên bộ của người thú vị quá. Ta cũng muốn học. Lê Thiền Kình, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau thả cô ấy ra. Thời gian cái cờ vẫn chưa đến. Người sốc sắng đến nhận thua như thế à? Lê Thiền Kình tự ý mở lớp. Mau phá chỗ này cho ta. Rõ. Các người dựa vào đâu mà làm như vậy chứ? Có phải là người thua rồi nên muốn giở trò hay không hả? Đúng vậy đó. Đừng có mà quấy rối bọn ta học hiện tiến bộ của Lý Kè Kè. Là ai đang làm náo loạn vậy? À, bảo báo trường lão chính là Lý Thiên Kình. Làm náo loạn à? Màu bạc Lý. Vì trường lão, đấy là hiểu lầm thôi. Các đệ tử đều là tự phát, những chi khác đều là hiểu lầm cả. Sợ lại có một kẻ ngán đường gì chứ? Ó rồi là như vậy. Ta thấy mâu thuẫn cũng rất lớn, phải mau nghĩ cách giải quyết đi. Như thế này đi, Lý Thiên Kình và Tiểu Hiểu cùng đấu một trận để kết thúc chuyện này thế nào? Còn về nội dung thì hai người không phải là đang đấu nhau huyền thiên bộ sao? Vậy thì tỉ thí cái này đi. Lời của trường lão thì đã tự dị nhiệm vần lời, nhưng không biết người nào đó có dám ứng chiến hay không. Nhưng dĩ nhiên không thành vấn đề. Ta rất vui khi được tỉ thí với tiểu sư huynh. Vừa hay lão phù đang rảnh, trận tỉ thí này xin để cho lão phù làm trọng tài là được rồi. Rõ ràng là đang ép mình mà. Tiểu sư huynh là đệ tử của ngài, để tránh đàm tiếu, đảm bảo công bằng, ta sẽ mời sư tôn đến đây để chủ trì cuộc tỉ thí này. Qua đường ca nhất định sẽ thắng. Thì sư huynh cố lên, ta ứng cơ huynh thắng rồi. Kết cục của lần tỉ thí này thế nào ta không còn nói nhiều nữa, chỉ nhắc một điều. Trong lúc tỉ thí,
không được dùng những còn phải bị kỹ nào ngồi huyền thiên bộ, cả đạo chạm đất trước sẽ thua. Quý ta nhập môn được mười mấy năm, luyện tập các vận lượng ở đây rồi, ta cũng không phải là kỳ lớn ức hiệp bé, nên trận tí thế này ta sử dụng cho người hai tay thấy sao hả? Muốn đấu thì đấu đi, đừng có ở đó mà đạo đức giả nữa. Tỷ thí bắt đầu. Người nghĩ đấy là điều bình thường ư? Tiếp chiều đây, tiểu tử, để đảm bảo công bằng mà tìm đến tại chỗ chủ trì Vũ nhà đầu à? Có phải là con đã mất đi hắn rồi không? À, người nói cái gì vậy? Có chỉ là xem trọng tiền đồ của hắn ta thôi, nên còn muốn hắn bị những kẻ vô vị nhắm đến thôi. À, có lý, nhưng ta đã đồng ý với phụ thân con rồi. Chờ kỳ học xong thì cấm không được yêu đương. Hả? Người có thôi đi không? Sư phụ người mau xem trận tỷ thí cho đàng hoàng đi. Thế sao? Không phải lúc nãy rất tự tin sao? Sao không dám phản kháng gì? Nhanh quá. Người chỉ có chút quan lĩnh thì tôi xấu. Đây là cơ hội tốt để phản công. Không hay rồi. Thiên kỳ ca ca cố lên. Đừng có thù đó. Nguy hiểm quá. Lê Thiên Kình, mau rời khỏi đó đi. Dạ. Ôi, thì rồi toàn bộ giá tài của ta đâu có vào đường ca tăng rồi. Ngô xuẩn, ngươi nghĩ ở đó có chỗ trống cho người chui vào sao? Kết thúc rồi. Đi đã, ta vẫn chưa thua. Cái gì chứ? Hỗn độn quyết phát động, chúng ta tiếp tục đi. Đây là nguyên khí lưu động do cơ quan phía dưới vận chuyển sao?